chào mọi người, kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về vị thuốc dân dã vỏ măng cụt. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán vỏ măng cụt tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch nên được khách hàng tin cậy. Một loại quả mang nhiều dinh dưỡng và khá được nhiều người ưa thích. Quả măng cụt ngon và bổ dưỡng nhưng vẫn còn một số người không thích vị chua ngọt của nó. Và bạn có biết phần vỏ dày của măng cụt cũng có tác dụng trị bệnh không? Vỏ măng cụt hỗ trợ điều trị một số bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, lị, có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện hệ miễn dịch, thanh nhiệt giải độc cơ thể. Khi dùng ngoài da giúp điều trị tàn nhang, nám, mụn nhọt, hỗ trợ chống lão hóa, ngăn ngừa các nếp nhăn trên da. Ngoài ra, vỏ măng cụt còn giúp khử mùi hôi trong miệng, cho hơi thở thơm tho hơn. Đối với chị em phụ nữ, vỏ măng cụt cũng là biện pháp giảm cân an toàn, chống béo phì rất tốt. Cách sử dụng vỏ măng cụt. Chị tiêu chảy, dùng khoảng 10 vỏ quả măng cụt sắc cùng 500ml nước trong nồi đất, tránh dùng nồi sắt, nồi nhôm. Đun sôi nhỏ lửa đến khi nước sắc chuyển sang màu đỏ sẫm thì tắt bếp, lọc lấy nước uống, chia làm 3-4 lần uống trong ngày. Uống đến khi cần tiêu chảy thì dừng. Giảm cân, ngừa béo phì, một nắm nhỏ vỏ măng cụt khô sắc lấy nước uống như hãm trà. Ngoài ra, sắc lấy nước rồi ngậm 10 phút mỗi ngày 2 lần, như vậy sẽ cho hơi thở thơm hơn. Trị mụn trứng cá, giã nhỏ vỏ măng cụt đến khi thành bột mịn, trộn với dầu ô liu thành hỗn hợp sần, đắp lên da sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, massage thật nhẹ nhàng rồi để yên 30 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Nên kiên trì đắp 3 lần một tuần. Lưu ý, chỉ nên dùng vỏ măng cụt sau khi đã được phơi khô. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của vỏ măng cụt và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất.